Chào các bạn, hôm nay Kim lại chia sẻ với các bạn một bài tập mới. Đó là dạy cho tay gấu cách chơi bóng. Tại sao phải dạy cho cún cách chơi bóng? Vì nếu không dạy cún, thì cún sẽ chỉ chơi một mình, chơi chán thì thôi. Vậy tại sao là bóng mà không phải đồ chơi khác? Quay về những video trước, khi tập luyện với Tiger, Kim hay dùng thức ăn. Tuy nhiên, nếu chỉ tập thức ăn thì cún vẫn chỉ làm việc nhưng sẽ không có sự linh hoạt. Bởi lẽ, ngoài thức ăn ra, cún rất thích được chơi. Đặc tính của chó là rượt đuổi, săn bắt. Chính vì vậy, chúng ta nên sử dụng những loại đồ chơi có tính chất kích thích. Chó chạy nhảy, đuổi bắt để cải thiện sự nhanh nhẹn, hoạt bát. Một chú chó làm việc là một chú chó phải linh hoạt, thậm chí nói hơi quá thì nhanh như điện. Do đó, bóng là một trong những đồ tập phù hợp nhất để sử dụng trong việc huấn luyện chó. Ban đầu, Kim sử dụng rất nhiều loại bóng cho Tiger tập luyện. Nhưng tại sao Kim dùng nhiều loại như vậy? Thực ra là Kim muốn tìm hiểu xem Tiger thích quả nào nhất để Kim có phương pháp tập phù hợp. Các bạn biết đấy, đồ chơi đẹp hay xấu thì tùy vào gu thẩm mỹ của mỗi người. Chó cũng như vậy các bạn ạ. Sẽ có đồ chơi mà con thích nhất. Và các bạn có thể thấy, mới đầu Tiger chưa được học cách chơi bóng như thế nào, nên rất khó bảo, chơi bóng một cách tùy tiện. Vì vậy, Kim phải dạy cho Tiger cách chơi đúng ý mình. Hiện tại thì Kim đang sử dụng bóng số 6 đặc để tập cho Tiger. Các bạn cũng nhớ sử dụng các loại bóng đúng với độ tuổi của con nha. Vậy là bước đầu, việc chọn lựa đồ chơi đã xong. Tiếp đến là cách chơi. Chơi ở đây thực chất chính là học. Tiger muốn được chơi, trước hết phải làm theo những yêu cầu của Kim. Đơn giản vậy thôi. Nhưng thực ra chúng ta phải thật tỉ mỉ, đúng cách các bạn nhé. Đặc biệt, trong quá trình học, bạn phải thưởng bóng cho con nhiều nha. Điều này rất quan trọng để cho cún luôn vui vẻ, khao khát làm việc để nhận được phần thưởng. Nên việc dạy cún sẽ đạt được hiệu quả cao. Có nhiều bạn bắt cún làm việc thật nhiều, thật lâu mới thưởng. Lâu dần sẽ làm cún chán nản, làm việc sẽ vật vờ, không vui vẻ nữa. Nói tóm lại, là chúng ta muốn cún làm việc tốt, thì phải tạo cho con có động lực, khen đúng lúc, đúng chỗ, chơi đúng cách, chính là khi bạn ném bóng cho cún. Con sẽ không bao giờ chơi một mình, mà chỉ muốn chơi với bạn thôi. Thêm một vấn đề nữa mà Kim lưu ý với các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng hai bóng cùng chất liệu để dạy cún nha. Vì đây là nền tảng để chúng ta xây dựng lệnh nhã trong bài tập cắn sau này. Kim ví dụ, cún của bạn đang ngậm bóng. Khi bạn nói nhã, thì lập tức cún phải nhã ngay. Trong trường hợp này, các bạn có thể thấy Tiger không chịu nhả bóng khi có lệnh của Kim. Nhưng khi Kim chuyển sang chơi hai bóng, thì Tiger rất vui vẻ và nhả bóng ngay. Như vậy là Kim lại vừa chia sẻ cho các bạn một kinh nghiệm khác trong huấn luyện chó rồi đó. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn thành công. Bye bye!